Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị yêu xe. Ngày hôm nay thì như thường lệ em Công Auto sẽ lên sóng giới thiệu với các bác một con Mazda 3S mà bên em đang chào bán. Đây một con Mazda 3S các bác nhé, sản xuất năm 2008 và là phiên bản số tự động, động cơ trang bị của xe là 2.0. Cực kỳ thể thao và cuốn hút. Các bác mà đang quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ với em Công Auto qua số hotline là 0984883980 để được hỗ trợ tư vấn cũng như đặt lịch xem xe trực tiếp. Và các bác đang xem video thì đừng quên nhấn vào những lượt like, lượt share trên cái kênh fanpage và YouTube, bật thông báo lên để ủng hộ em các bác nhé. Còn bây giờ thì em sẽ đi sâu vào giới thiệu về mẫu xe này cũng như là review về chất lượng của xe để các bác cùng cảm nhận và đưa ra quyết định của mình. Thì đầu tiên là về form dáng bên ngoài của xe thì như các bác có thể thấy nhé, xe được thiết kế với phần đầu tròn này, cộng thêm như với những đường gân dập nổi này và cụm đèn pha đặt nằm ngang. Đấy, đèn pha thì nó là đèn pha bi cầu xenon rồi, tạo nên cái kiểu dáng thực sự là rất là cuốn hút. Đấy, con xe này thì nó rất là cuốn hút đối với phái đẹp các bác nhá, nhất là giới nữ này. Đấy, các bác nhìn xe thì có thấy yêu không ạ? Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, nước sơn của xe thì cái màu xanh này nó cũng rất là đặc trưng thôi. Ngoài ra thì xe trang bị cho các bác một bộ la răng đúc này, 5 chấu kép cực kỳ là dày dặn và rất là đẹp rồi, dày dặn sáng bóng luôn và không có một vết xước. 4 quả lốp thì vẫn còn mới nguyên. Đấy, tích hợp sinh nhan báo rẽ trên gương và gương chiếu hậu có chức năng gập chỉnh điện. Đấy, viền chân kính bọc mạ chrome sáng bóng cầu kỳ và cao cấp rồi. Tay nắm cửa của xe thì được sơn cùng màu với thân xe. Đấy, và đằng sau xe thì trang bị nhà thiết kế có trang bị cho các một gói combo body kit đây, cộng thêm với cánh gió cực kỳ ấn tượng. Đấy, ôm đèn trong suốt này với cái viền đen này. Đây các bác nhìn nhá, trong sáng đều đẹp cả hai bên, rất là đẹp thôi. Và đằng bên trong xe này thì như các bác có thể thấy nhá, xe nó thiết kế cho các bác một cái khoang cốp cũng cực kỳ là rộng rãi thoải mái rồi. Đấy, rất rộng rãi thoải mái luôn. Và con này thì sàn của nó cũng rất là đẹp luôn. Đây các bác nhá, sàn của xe rất là đẹp này. Bên dưới còn có cả một cái đấy, thanh này, chứa đồ nhá. Tất cả những vật dụng mà các bác cần thiết thì để sửa xe thì nó sẽ nằm ở đây. Với lại cái sàn xe nó cũng cực kỳ là đẹp thôi. Và có trang bị cho các bác một quả lốp sơ cua rồi. Sàn xe con này thì nó không mục mọt một chút nào hết, cực kỳ là chất lượng. Đấy, dày dặn chất lượng nhá. Và dòng xe này thì em cũng nói luôn với các bác là con xe này nó cách âm. Đấy, cách âm cực kỳ tốt luôn. Nếu mà các bác mà đi xe trên những cái cung đường nhá, nó sóc, các bác sẽ cảm nhận ngay được chất lượng cách âm của xe. Và gần như là nếu các bác ngồi trong khoang động cơ, bật máy lên đóng cửa vào thì các bác sẽ gần như là cảm nhận là không, xe nó chưa nổ máy nhá, bởi vì cái độ cách âm của xe nó cực kỳ tốt. Đấy, đằng sau thì ngoài ra có trang bị cho các bác một cái mắt cam lùi ở đây rồi. Và con này biển 30 Hà Nội này, đuôi 66 cũng rất là đẹp thôi. Đấy, tiếp tục thì em sẽ đi đến phần khoang nội thất bên trong của xe. Đây, xe được trang bị cho các bác này toàn bộ khoang nội thất. Đấy, cầu kỳ và tinh tế luôn các bác nhá, với những đường giả kim loại ở bên phía trong tạo nên cái nét sang riêng của xe. Ngoài ra thì ở trên phần táp ly này, trên cánh cửa đây, các bác nhìn nhá, đẹp luôn cho các bác rồi. Đấy, bằng nhựa cứng thôi. Và bên dưới là một cái ốp để tay được bọc da này. Phần bên trên này thì được ốp nỉ này, rất là đẹp rồi. Đấy, các phím bấm chức năng của gương kính còn nguyên, tích hợp với hai quả loa ở bên trên phần cánh cửa xe này, cực kỳ là chất lượng. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn. Tiếp tục thì xe này nó trang bị cho các bác một bộ ghế da thoát hơi. Đấy, cái ghế da này nó rất là ôm cơ thể nhá. Nếu mà các bác vào cua thì nó ôm, các bác sẽ cảm nhận được ngay. Đấy, xe trang bị cho các bác một bộ vô lăng 3 chấu thể thao gật gù, tích hợp với các phím bấm chức năng và được bọc da rất là tinh tế rồi. Đấy, bên trên phần táp lô thì có một cái tấm nỉ cách nhiệt rất là giữ xe, cụm đồng hồ 3D này. Đấy, thảm lót sàn đầy đủ cho các bác luôn. Hộp số zig zag 4 cấp này, cần số đẹp và được bọc da rồi. Hệ thống giải trí của xe tích hợp với CD 6 đĩa này. Đấy, có chức năng MP3, CD, AM, FM đầy đủ cả. Và bên dưới thì có một cái cổng điện sạc 12V. Đấy, giúp các bác yên tâm về những chuyến hành trình đi xa. Đấy, mình sẽ có cái sạc, mình sạc điện thoại an tâm hơn. Xe sử dụng hệ thống điều hòa tự động auto đây. Các bác có thể chỉnh nhá, chỉnh này, vặn lên vặn xuống. Còn thêm bên này thì mình ấn một cái là đấy, cái điều hòa nó sẽ tự động nó điều chỉnh cho mình thôi. Đấy, rất là đẹp rồi. Đấy, ngoài ra thì có trang bị cho vị trí ghế lái là một túi khí an toàn nằm trên phần vô lăng. Đấy, bên trên thì có cửa sổ trời chỉnh điện đây. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh. Đấy, rất là đẹp nhá, trời cao, trong xanh, gió mát và trần nỉ thì sạch đẹp luôn. Đấy, cực kỳ hợp lý với các bác rồi. Đấy, còn đằng sau thì vẫn là bộ ghế da đẹp cho các bác. Đấy, vẫn là ghế da cực kỳ đẹp đây, hàng ghế băng. Đấy, cái ghế này thì nó là ghế chỉnh cơ và các bác có thể gập 60-40 được. Đấy, bên trên hai cánh cửa thì nó vẫn là cái bộ loa thôi,
Đấy, con này nó tích hợp 6 loa cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đây, bên này thì nó có cái túi này. Đấy, cái túi ghế đây, các bác có thể để đồ đạc hoặc vật dụng. Đấy, linh tinh một vài cái đồ vật mà mình cần thôi trong những chuyến đi xa. Tiếp tục em sẽ giới thiệu với các bác về phần khoang động cơ của xe. Thì đầu tiên em sẽ mở cái máy của xe lên các bác nhá. Đây, cái dòng xe này thì nó có một cái đặc trưng là nó cách âm rất tốt. Đấy, em sẽ đóng cái cửa này để các bác cảm nhận luôn về cái độ cách âm của xe. Đấy, đóng cả hai cánh luôn rồi. Đây, cách âm cực kỳ tốt này. Ngồi trong cái khoang động cơ thì gần như là mình không bị ảnh hưởng một chút nào bởi cái tiếng động bên ngoài nhá. Đây các bác này. Đấy. Đấy các bác nhá. Cái này nó có một cái đặc điểm là cái độ cách âm của nó quá là tốt luôn. Đấy, và máy móc của nó thì cũng rất là chất lượng này. Và đi con xe này thì vào những cái quả cua. Đấy, ghế nó ôm này, cảm giác nó cực đầm. Đấy, chân ga của nó thì quá là tít luôn. Đấy, bánh lái thì vô lăng nhẹ bẫng này, đi cực kỳ là thích thôi các nhá. Đấy, và các chức năng đèn báo đây. Đấy, khá là đẹp luôn này, màu sắc rực rỡ nhá. Nhìn cái khoang nội thất của xe thì các bác có thể cảm nhận này. Đấy, những cái đèn nó toàn là màu đỏ thôi. Đấy, rất là rực rỡ rồi. Đấy, một con xe thì thể thao, năng động, trẻ trung và rất là hợp lý. Đấy, nhất là những bác nào mà trẻ một chút nhá, hoặc là các bác là có thể là nữ này mà đi con xe này. Đấy thì nó thực sự là một cái gì đấy nó rất là đẳng cấp và rất là hợp lý rồi. Đấy, một con Mazda 3S đó nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, và hiện tại thì mẫu xe này bên em đang chào bán gửi tới các bác với mức giá là 290 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, 290 triệu đồng mà mình cũng dình được một con Mazda 3. Đấy, và bản này thì nó cũng là bản nhập khẩu các bác nhá, bản nhập khẩu nguyên chiếc Đài Loan. Đấy, các bác mà đang quan tâm đến mẫu xe này thì hãy đừng ngần ngại nhấc hotline lên và liên hệ với em Công Auto qua số hotline 0984883980 để hỗ trợ tư vấn cũng như đặt lịch xem xe trực tiếp. Và bây giờ thì video của em xin được phép tạm dừng tại đây. Chúc quý các bác anh chị có một ngày mới vui vẻ, năng động bên gia đình và đảm bảo sức khỏe để vượt qua đại dịch. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bác anh chị vào những video tiếp theo.